Những nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang Chủ nhật thứ năm mùa chay, kết thúc năm tuần lễ mùa chay để chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Hôm nay Chủ nhật thứ năm, với bài tin mừng nói lên lòng thương xót Chúa và tội lỗi. Lòng thương xót của Chúa thắng tội lỗi, đó là điều mà chúng ta xác tín và cảm nhận từng tình thương xót của Thiên Chúa để sám hối tội lỗi của mình, mau ngón trở về để nhận lại tình thương của Ngài. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn Luca, các linh hồn trong gia đình, các linh hồn tạ ơn và cầu bình an. Để xứng đáng cử hành thánh lễ, chúng ta thành tâm sám hối lỗi lầm thiếu sót và xin Chúa thứ tha. Tôi thôi nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mỗi đà. Vì vậy tôi xin được bà Maria chọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình, xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Người, tận tình yêu thương mọi anh em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến chế cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đứng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước. Chúa là đứng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngập thở và tắt đi như tim đèn. Người phán: các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây, ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện. Như các ngươi sẽ biết, ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người, tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin, để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy. Bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ, toàn dân đến cùng người. Nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dần đến cùng người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hàng phụ nữ này phải bị ném đá chết. Còn thầy dạy sao? Nói thế để có ý gài bẫy người và để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống đất bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Và họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tôi thì hãy ném đá chị này trước đi. Và người lại ngồi xuống và viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu từ những người nhiều tuổi nhất, và còn lại chỉ một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ đang đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng lên và bảo chị: Hỡi chị, những người cáo chị đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Chị đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Tôi cũng thế, tôi không kết án chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước sang tuần thứ năm mùa chay trong năm tuần lễ chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh. Tôi xin nhắc lại những cái chủ đề của năm Chủ nhật mùa chay để chúng ta nắm được cái tiến trình của mùa chay chuẩn bị như thế nào, và những bài học cụ thể nhắc nhở cho chúng ta trong những tuần của mùa chay. Để kết thúc năm tuần lễ mùa chay,
chúng ta mới thấy được cái tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và Ngài mong muốn chúng ta quay trở về để nhận lại tình thương của Chúa. Chủ nhật thứ nhất mùa chay, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta phải tỉnh thức và chống trả những cám dỗ. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta rất nhiều cám dỗ. Ma quỷ cám dỗ chúng ta để từ bỏ con đường đi theo Chúa. Ma quỷ cám dỗ của chúng ta chống lại Thiên Chúa. Và ma quỷ cám dỗ chúng ta xua đuổi chúng ta ra khỏi đời sống của mình. Do đó, ngay đầu mùa chay, giáo hội nhắc nhở chúng ta lưu tâm cái điều đó. Mà muốn thắng cám dỗ phải luôn luôn nắm vững lời Chúa. Bước sang chủ nhật thứ hai mùa chay, giáo hội lại mời gọi của chúng ta, dù cuộc đời của chúng ta có đau khổ, có hy sinh, có chết chóc, nhưng cái đau khổ, hy sinh, chết chóc đó là đưa chúng ta tới vinh quang. Con đường Đức Kitô đi là con đường thập giá, và qua con đường thập giá Ngài đã chết trên thập giá và sống lại vinh quang. Thì Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta, trước những đau khổ, những thử thách, chúng ta vượt qua và từ đó đưa chúng ta đến vinh quang hạnh phúc. Bước sang chủ nhật thứ ba mùa chay, giáo hội này mời gọi mỗi người chúng ta, trước những biến cố, trước những chết chóc, trước những thiên tai, trước những chiến tranh đần tù, biết bao nhiêu người chết cách này cách khác. Người Do Thái khi gặp những trường hợp mà người này người kia bị chết vì thế này vì thế kia, hay là vì tai nạn, thì họ đổ tội rằng là vì tội mà họ phải chết, mà vì tội Thiên Chúa phạt họ chết như vậy. Thì Chúa không trả lời Chúa phạt đó là không Chúa phạt, mà Chúa nhắc trước những sự kiện đó, nếu các ngươi không ăn năn sám hối thì các ngươi cũng sẽ bị như vậy. Và bước sang chủ nhật thứ bốn mùa chay, thì chúng ta lại thấy được cái tình thương của Thiên Chúa là Cha đối với chúng ta như thế nào. Người Cha trong Tin Mừng mong mỏi chờ người con trở về, và khi người con trở về, ông đã xóa tất cả tội lỗi của nó và đón nhận nó một cách rất nồng hậu, không đếm xỉa đến tội lỗi của nó, mà là nay nó chết sống lại, nay nó mất tìm lại đấy niềm vui của người Cha khi người con trở về. Mặc dù anh phân bua tội lỗi của mình, nhưng người Cha không động đến điều đó, quá khứ của nó, mà chỉ biết nay nó trở về, nó còn sống. Đấy. Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương đối với chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta nhận được lỗi lầm của mình và quyết tâm đứng dậy và đi trở về. Có rất nhiều người chúng ta quyết tâm nhưng mà không sửa chữa. Có nhiều người quyết tâm mà không đứng dậy để trở về thì không bao giờ nhận lại được tình thương của Thiên Chúa. Ai trong chúng ta, tôi cũng như ông bà anh chị em, đều có tội hết. Không ai là không có tội. Ai nói mình không có tội là người nói dối. Tất cả, không ai ở trần gian này là người không có tội. Và chính vì con người trần gian này có tội mà Thiên Chúa mới sai con của Ngài xuống để giải thoát chúng ta khỏi tội. Cho đó cái điều quan trọng là chúng ta phải trở về. Và hôm nay chủ nhật thứ năm mùa chay, kết thúc năm tuần lễ của mùa chay, cũng lại lặp lại cái tình thương của Thiên Chúa, cái tình thương và lòng thương xót của Ngài chiến thắng tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chiến thắng sự chết, và đồng thời mang lấy tội lỗi con người chúng ta. Và từ đó Ngài đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết, để cho chúng ta được sống và được sống rồi dạ. Thưa các ông bà anh chị em, chủ nhật thứ năm mùa chay hôm nay, trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe, người ta kể lại một câu chuyện. Có một anh chàng thanh niên,
đời sống anh không có tốt, nhưng mà khi anh nhận cái đời sống của anh không tốt thì anh đưa ra một cái việc đền tội rất là đặc biệt. Nếu tôi phạm một tội thì tôi nhổ 10 sợi tóc trên đầu. Nếu một ngày 10 lần phạm tội thì 100 cái sợi tóc trên đầu tôi nhổ. Năm tháng này qua tháng khác, cuối cùng anh soi gương thấy đầu chọc qua rồi nhưng cũng còn tóc. Phải hứa rằng là chừng nào mà tôi nhổ hết tóc trên đầu mà tôi không sửa được tội lỗi, khuyết điểm của mình thì tôi sẽ tự sát. Và cái ngày cuối cùng anh soi gương, anh không còn sợi tóc nào trên đầu. Anh cảm thấy buồn quá, anh vào ngăn kéo rút ra khẩu súng và nạp đạn, chuẩn bị để tự sát. Anh cầm súng lên, anh lau chùi, và trước khi tự sát thì anh hôn khẩu súng và anh để vào thái dương chuẩn bị tự sát. Và khi anh để khẩu súng vào thái dương thì một thiên thần hiện đến ngăn cản lại và nói: Thiên Chúa biết cái sự sám hối ăn năn quyết tâm của anh rồi. Bây giờ Thiên Chúa sai tôi đến để tặng cho anh một món quà. Anh không được tự sát nữa. Anh chàng này rất ngạc nhiên, tại sao lại như vậy? Và cuối cùng anh mở món quà mà thiên thần trao, đó là bộ tóc giả. Và từ nay anh đội bộ tóc giả. Và thiên thần có nhắc, sức của anh không thể chiến thắng được tội lỗi nếu không có ơn Chúa. Đấy, thưa quý ông bà anh chị em, từ cái minh họa đó hôm nay đi vào bài tin mừng, Chúa Giêsu là một người cha đầy tình yêu thương. Ngài ghét tội chứ không ghét người có tội. Chúng ta lưu ý cái đó đó. Người ghét tội chứ không ghét người có tội. Người ta đưa ra một cái trường hợp một người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Thế thì theo luật Môi-se phạm tội ngoại tình là phải ném đá cho chết. Nếu ông bà anh chị em lớn tuổi ở ngoài Bắc, hoặc dù tôi còn nhỏ thì tôi cũng có chứng kiến một trường hợp trong làng bắt người phạm tội ngoại tình. Thế thì người ta bắt đầu mang ra giữa đình làng, gọt đầu bùi vôi, đeo cái bảng ở trước ngực, rồi đi rêu rao trong làng. Tôi còn nhỏ và tôi chứng kiến một đấy. Đấy, cái luật rất là khắt khe ở ngoài Bắc. Nếu ông bà anh chị em nào lớn tuổi, chúng ta thấy cái vấn đề đó. Thế thì luật Môi-se bắt được quả tang phạm tội ngoại tình thì cái luật là phải ném đá. Thế thì họ đưa cho Chúa Giêsu, họ cứ tưởng rằng bây giờ mà Chúa sẽ giải quyết, mà Chúa giải quyết không ném đá thì vi phạm luật, mà ném đá thì tình thương của Thiên Chúa ở thế nào? Bởi vì Chúa Giêsu nguyên rằng là Ngài là tình thương, Ngài là cha nhân hậu. Thế mà bây giờ ném đá thì Chúa đâu có thương. Mà không ném đá, không cho ném đá thì phạm luật. Cách nào cũng gài bẫy được Chúa Giêsu. Nhưng họ quên Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ngài rất mực khôn ngoan. Thưa Thầy, như vậy thì Thầy xử như thế nào? Ném đá hay là không ném đá? Thì Chúa không trả lời. Chúa ngồi xuống, Chúa lấy tay viết trên đất từng từng lớp lớp, rất là nóng ruột. Nếu mà không ném mà trả lời dứt khoát đi, cứ nản nỉ tất cả mọi người, nóng từ người lớn đến thanh niên, nóng ruột qua đi, nói rất một câu để ném mày là không ném đi. Chúa thấy họ cứ có vẻ một cái thái độ đông bực như vậy, thì Chúa đứng dậy, Chúa nói một câu:
ai sạch tội hơn chị này thì cứ đem ra đi. Trước chỉ nói một câu vậy thôi. Ai sạch tội hơn chị này thì cứ đem ra đi. Một cái câu nói xoáy vào nội tâm của con người đang đứng chung quanh phạm nhân. Và cái lời nói đó như là thức tỉnh con người chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta không có tội? Không tội nặng thì tội nhẹ, ai cũng phải đâm mực ăn năn cái tội đó. Trong khi đó những người tố cáo cái chị này cứ tưởng rằng mình là con người đạo đức, cứ tưởng mình là sống thế này sống như kia, cho đó khinh khi muốn kết an người anh em. Cho đó cho nói một câu xoáy sâu vào nội tâm con người để nhận ra mình cũng có tội, mà có khi còn tội hơn cái chị phạm tội ngoài tình bất quả tang này. Đấy, kêu các bạn anh chị em, Chúa muốn con người nhận ra mình tội lỗi. Và qua cái câu nói đó thì kết cục như thế nào? Tin mừng ghi họ rút lui, có từ người lớn tuổi nhất cho đến người ít tuổi. Lớn tuổi nhất chắc là nhiều tội lắm rồi đó. Đấy, 70-80 tuổi là chắc là tội ơi mà tội, chắc là tội nặng lắm. Thành nữa rút lui từ người lớn tuổi cho đến người ít tuổi. Tin mừng ghi rất rõ. Và cuối cùng rút lui hết, có còn ai? Chỉ còn cái người phạm nhân và chưa hỏi. Họ đâu cả rồi? Chị ta trả lời, thưa thầy, họ đi hết rồi. Vậy thì tôi cũng không kết án chị. Chị hãy đi về và từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa ông bà anh chị em, tuyệt vời. Trong cái trường hợp này, Chúa Giêsu thể hiện cái lòng thương xót của Ngài. Cái lòng thương xót đã chiến thắng tội lỗi. Và cái lòng thương xót đã giải thoát con người chúng ta khỏi tội, giải thoát cho đám đông đang hưng mực muốn kết án người khác để nhận ra họ cũng có tội, và đồng thời giải thoát cái chị phụ nữ phạm tội này. Chị hãy đi về và từ nay đừng phạm tội nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đấy là một cái hình ảnh mà hôm nay giáo hội muốn gợi lên cho ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta luôn luôn phải cảm nhận được cái tình thương của Thiên Chúa đó. Và từ cái cảm nhận, chúng ta phải quyết tâm sửa chữa lại. Chị hãy đi về và từ nay đừng phạm tội nữa. Khi mà chúng ta phạm tội vào tòa cao giải, ban phép lành giải tội, ban bí tích giải tội xong thì vị linh mục đi bằng an. Đấy, bao giờ tôi cũng nói cái điều đó, chúc đi bằng an. Bằng an nghĩa là từ nay đừng phạm tội nữa, bình an từ nay sẽ sống tốt hơn. Đấy là điều mà hôm nay bài tin mừng kết thúc năm tuần lễ mỗi chay, chúng ta mới nhận ra được tình thương xót của Thiên Chúa như thế nào. Cái quan trọng là chúng ta phải nhận ra được cái tình thương đó mà phải quyết tâm trở về với Chúa. Xin mời cộng đoàn tiếp tục thánh lễ. Tôi tin kính một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra.
Vì đoàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và đệ tử rồi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, người quan phong siêu phi la tô, người chịu khổ hình và mai ta, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên nơi đây Chúa Cha, và người sẽ lại đêm trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng với thiên kinh đời Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà văn rơi thời thi nội thanh duy nhất, thanh thiền công giáo và tông truyền. Hồi tiên xương có một phép rửa để tha tội, rơi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là vị thẩm phán công minh nhưng đầy lòng từ bi nhân hậu. Tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Con cái mình hãy hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh mau mắn thực hiện lời mời gọi tha thiết này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong đời sống thường ngày, có những người lúc nào cũng thích phê bình chỉ trích, thậm chí lên án người khác cho thỏa lòng ghen ghét. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người Kitô hữu hiểu rằng chỉ một mình Thiên Chúa là vị thẩm phán công bằng, không bao giờ kỳ thị thiên tư. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Gioan Tông Đồ đã cả quyết, ai nói rằng mình không có tội, đó là người nói dối. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Kitô nói với người phụ nữ, tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết lắng nghe lời Chúa dạy và thực hiện lệnh Chúa truyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đây dạy chúng con, anh em đừng xét đoán người khác, vì anh em xét đoán thiên hạ làm sao thì Thiên Chúa cũng sẽ đoán xét anh em như vậy. Xin cho chúng con biết cố gắng sống lời Chúa để khỏi bị khiển trách khi ra trình diện trước tòa Chúa, cho là đứng hằng sông và hiến tri muôn đời. Chúng ta cần giữ chúng ta bằng lòng tâm trong cơn chúa.
cho tùng kinh Chúa đêm. Anh chị em hãy cầu nguyện. Đây lời của tôi cũng là của anh chị em. Được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thâm nhuận đạo lý đức tin. Giờ đây xin cùng thương nhầm lời chúng con khẩn nguyện và dùng lễ tế này thánh thầy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chứ Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc tỏ là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi giảm bớt được tinh cứu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ tung thiếu, chúng con trở nên những người biết nói theo lòng nhân hậu của Chúa. Vì thế cùng với vô số thiên thần, chúng con được đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế trong ơn này xin Chúa dùng ơn thánh thần cho thánh hóa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau được Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh, thằng ơn bè ra và cha cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhớ lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhớ lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu dâng ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúa
Vì vậy lạy Chúa, kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chứng con trong linh Chúa anh trường sinh và trên câu đồ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiên hạ xin Chúa cho chúng con thấy thông phận mình và mau Đức Kitô để quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức men cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Phaolô giáo phận chúng con và toàn thể hoàng giáo sinh. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Luca, các linh hồn trong gia đình và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra tôi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào gương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con hãy xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Tiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thương người rơi, chúng ta dâng nguyện rằng lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con sa chớ cám dỗ, nhưng cứ chúng con lạy Chúa, xin cứ chúng con gọi mọi sự giờ. Xin đại thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, cho hồng sông và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đi trên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phước cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội lòng con xa lìa nhan Chúa, tội lòng con xa lìa tình thương. Con xin Chúa về với Ngài, con xin Chúa Ngài lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin Chúa về cùng Chúa, con xin mang thân phận yếu đuối, con bước đi nhờ Ngài dắt dìu. Nhưng bao lần vô tâm, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, con đã cách xa Ngài, ví như trên con sống lạc bầy mà tình cha không bờ không bến. Ngài tìm con đưa về nguồn vui. Con xin Chúa về với Ngài, con xin Chúa Ngài lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin Chúa về cùng Chúa, con xin Chúa về cùng anh em để lại được sống. Xin ơn trời thấp sáng lòng trí con bằng ngọn lửa hồng. Vui trên đường hy sinh, con Chúa đi gieo nguồn hạnh phúc. Chúa ơi, con xin sống cho Ngài. Chúa ơi, con xin sống cho Người. Trọn đời con vang bài ca mới để ngợi khen ân tình biển khơi. Con xin Chúa về với Ngài, con xin Chúa lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin Chúa về cùng Chúa, con xin Chúa về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ngả ngơi, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và mau thanh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hằng sống và hiến chi muôn đời. Cái chương trình tuần thánh thì chúng tôi có để ở cầu thang cuối nhà thờ. Xin ông bà anh chị em theo dõi chương trình tuần thánh để chúng ta sắp xếp công việc để tham dự. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, cho anh chị em đi bình an.